Tin đồn, thông tin chưa được kiểm chứng có mức độ tác động rất mạnh đến thị trường chứng khoán, nơi vốn có độ nhạy cảm thông tin cực cao. Tin đồn có thể đúng, có thể sai, nhưng một khi xuất hiện sẽ khiến tâm lý không ít nhà đầu tư hoang mang, dẫn đến cảnh báo bán tháo cổ phiếu. Thị trường chứng khoán lao dốc mạnh. Giám sát thông tin, chống tin đồn thất thiệt về thị trường chứng khoán, vấn đề cần được các cơ quan quan tâm và đẩy mạnh thực hiện. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tin đồn trên thị trường chứng khoán được ví như con dao hai lưỡi, lợi hại song hành. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ và thông tin hiện nay, tin đồn xuất hiện trên không gian mạng sẽ ngay lập tức có tác động đến thị trường chứng khoán, điều chỉnh thị trường và tạo ra cú sốc ngắn hạn. Một trang giấy A4 không rõ nguồn gốc với nội dung thanh tra chuyên đề hoạt động phát hành trái phiếu và việc thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán của một số doanh nghiệp ngoài nhà nước là các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong đó có nêu tên công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen HSG, từng xuất hiện trên các diễn đàn về chứng khoán, các nhóm mạng xã hội. Thông tin không rõ nguồn gốc gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư, khiến cho nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, làm cho giá cổ phiếu HSG giảm sàn. Tin đồn lan truyền về việc hai sàn HOSE và HNX của Việt Nam không còn tên trong danh sách thành viên Liên minh Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới WFE. Tin đồn cho rằng đây là cơ sở để vốn ngoại rút khỏi Việt Nam. Và mới đây nhất, tài khoản Donald Trump 2021 đăng tải 23 bài viết có nội dung sai sự thật về việc Bộ Công an phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều tra một số mã cổ phiếu có dấu hiệu bị thao túng. Các đối tượng sử dụng nhiều cái thủ đoạn để tung tin đồn và che giấu cái thông tin của mình. Do đó đòi hỏi phải có một cái công tác phối hợp giữa các lực lượng để làm sao là làm rõ được cái hành vi vi phạm đó. Và thời gian tới thì Bộ Công an sẽ phối hợp với các cái bộ ngành đấu tranh và xử lý nghiêm các cái hành vi tung tin đồn này. Tháng 4 năm 2023, Việt Nam có trên 7 triệu tài khoản chứng khoán, tăng 1,5 lần so với cuối năm 2020 và vượt mức 5% dân số trước 3 năm so với mục tiêu được chính phủ đề ra. Đến tháng 9 năm 2023, Việt Nam có khoảng 7,8 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương 8% dân số, cho thấy mức tăng trưởng nhanh số lượng tài khoản nhà đầu tư trên thị trường, đặt ra yêu cầu cấp thiết cần có những giải pháp hữu hiệu, bảo đảm sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán, trong đó có việc chặn đứng tin giả, tin sai sự thật. Theo dõi sát thị trường chứng khoán từ năm 2007, quản trị viên một chuyên trang đầu tư ví von, tin đồn thất thiệt như biến cố bất thường xảy ra khi tham gia giao thông, đột nhiên cắt ngang, gây hỗn loạn. Việc kiểm chứng thông tin thì trong môi trường mạng bây giờ thì phải nói là rất là khó khăn. Đấy. Tất nhiên là ngoài cái việc chúng ta xem qua các trang web và nguồn thông tin chính thống, thì chúng ta cũng đang phải đối mặt với thực tế rằng là Facebook, Twitter, Telegram và các kênh khác nó cũng mạnh không kém. Kiểm chứng thông tin trong môi trường mạng thực tế rất khó khăn, bởi với sự tăng trưởng nhanh số tài khoản, nhàn nhản hội nhóm mạng xã hội với mục đích tư vấn đầu tư chứng khoán mọc lên. Bên cạnh lợi ích là kênh tham khảo, những hội nhóm này cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho tin giả, tin đồn sinh sôi nảy nở, gây nhiễu loạn thị trường. Những cái thông tin thật giả trên thị trường chứng khoán nó đan xen với nhau thì nó dẫn đến những cái mà niềm tin của nhà đầu tư cũng có nhiều cái nó dao động và bất ổn. Thế chính vì thế mà có thể nói rằng là qua công tác nắm tình hình thì chúng tôi được xác định là có nhiều đối tượng đã lợi dụng những cái biến động đó để tiến hành tung tin thất thiệt đến thị trường chứng khoán nhằm mục đích để trục lợi. Đấy, và những cái hậu quả đã gây ra là làm cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp là có những thiệt hại không nhỏ. Đầu tư chứng khoán gần 10 năm qua, bà Phí Thanh Thủy nhận định tin đồn có thể đúng, có thể sai, có tin đồn là bịa đặt. Nhưng một khi xuất hiện, tin đồn khiến không ít nhà đầu tư lo ngại, thậm chí hoang mang và tác động mạnh đến các quyết định đầu tư của họ. Và chơi đến giờ thì cũng rất là nhiều tin đồn, nào thì Covid, nào thì là Biển Đông. Mỗi khi tin đồn thì mình cũng rất là sợ, tức là mình chưa có kinh nghiệm thì rất là hoang mang. Tin đồn thì thật sự là tác động rất mạnh đến nhà đầu tư. Cứ có một tin đồn thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ là cứ thế là bán tháo thì đâm ra mình cũng bị ảnh hưởng. Bơm tin tích cực để thổi giá,
bơm tin tiêu cực để hạ giá. Tin đồn có tính xác thực thấp nhưng lan tỏa rất nhanh. Trên các mạng xã hội, tin đồn tạo nên hiệu ứng cộng hưởng làm méo mó thị trường. Tin đồn được coi là một phần tất yếu của thị trường chứng khoán. Song để bảo đảm thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững, cần thiết phải có giải pháp ngăn chặn những tin đồn ác ý, giảm thiểu những tổn thất đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư cá nhân. Để ngăn chặn tin đồn ác ý trên thị trường chứng khoán, các cơ quan, đặc biệt mảng chứng khoán, nên phản ứng nhanh, cung cấp thông tin kịp thời. Có như vậy, tin đồn sẽ giảm thiểu tác động. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cũng như nâng cao năng lực ứng phó của nhà đầu tư. Bởi ngoài kiến thức và kinh nghiệm, nhà đầu tư cũng cần có lập trường riêng và tâm lý vững, tránh bị dẫn dắt. Nếu có xảy ra thì hãy sức bình tĩnh. Thứ nhất, xem từ các nguồn thông tin chính thống. Thứ hai, không nên coi trọng quá cái việc tin đồn để mà ảnh hưởng đến cái việc đầu tư của mình. Bởi vì bản chất đầu tư cần có kỷ luật, cần có dòng tiền, cần có cái hệ thống mua và bán của bản thân gần như nhất tâm. Mà bất chấp tin đồn xảy ra, mình vẫn có thể hành động theo được. Thì đó mới là nhà đầu tư đã được nâng cấp lên. Việc xây dựng không gian mạng an toàn cũng cần được tập trung thực hiện. Trong đó, cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường phối hợp trong kiểm tra, xác minh, điều tra và truy vết. Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để làm sao là chủ động phát hiện, rồi đấu tranh, rồi là xử lý những cái hành vi thông tin đồn thất thiệt liên quan thị trường chứng khoán và xử lý một cách nghiêm khắc để cảnh cáo những cái đối tượng mà có những cái ý định mà thông tin đồn thất thiệt trong thời gian tới. Việc kịp thời phát hiện, diệt trừ virus xấu độc, virus tin đồn, không để phát tán trên không gian mạng sẽ góp phần quan trọng và hiệu quả chặn đứng tin giả, tin sai sự thật. Thông tin thất thiệt, nhất là những thông tin xấu độc gây nhiễu loạn thị trường chứng khoán là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm thì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội, các đối tượng sẽ bị phạt tiền hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Để tin đồn không tấn công, gây ảnh hưởng tiêu cực, thì mỗi người, mỗi nhà đầu tư cần phải luôn tỉnh táo trước các luận điệu sai trái, bồi nhọ, kích động, không hùa theo kiểu hội chứng đám đông, nhất là khi sử dụng mạng xã hội. Chương trình An ninh mạng tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.